Hello tất cả mọi người, mình là Hạnh Ngân, hiện đang là một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ hoạt động tại Việt Nam. Và mình cũng đang là một sinh viên, cũng như là một cựu du học sinh tại New Zealand. Đất nước đã giúp mình phát triển và xây dựng một cái nền móng vững chắc cho công việc và cuộc sống của mình hiện tại. Và bởi vì thế nên là hôm nay mình sẽ xin phép chia sẻ nhanh nhanh về nền giáo dục New Zealand tới cho các bạn. Ngân đã học 3 năm, EM 11, 12 và 13 tại Cambridge High School, thành phố Cambridge, New Zealand. Nghe thành phố Cambridge, New Zealand thấy lạ không hả mọi người? Và khi mà mình chuyển từ một cái môi trường như là Hà Nội, một cái nơi rất là xô bồ, nhộn nhịp sang Cambridge, một cái nơi rất là ôn hòa và yên tĩnh như vậy, thì mình đã nghĩ là bản thân mình sẽ gặp rất là nhiều các cái vấn đề cố gắng để gọi là làm quen và thay đổi cái nhịp sống của mình. Nhưng mà hóa ra lại không. Và tình cờ thay đây lại là điểm bắt đầu của mình để mình khám phá ra bản thân mình muốn gì. Tại Cambridge High School cũng như là tất cả các trường trung học phổ thông khác tại New Zealand thì học sinh không chỉ học kiến thức mà cái phương pháp học ở đây còn thực sự là hướng nghiệp cho các bạn rất là nhiều. Mỗi năm học các bạn sẽ được chọn ra 6 môn. Cái này hoàn toàn là quyền quyết định của các bạn nhé. Nhưng mà cũng sẽ có những người mà sẽ giúp các bạn thiết kế cái thời khóa biểu của chính bản thân mình. Nhưng mà bản thân mình thì mình tự chọn. Mình thì mình nghĩ đây là cái điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa nền giáo dục của New Zealand và Việt Nam. Mình đã chọn khá là nhiều môn liên quan đến thiết kế đồ họa. Tuy nhiên thì sau 3 năm học thì mình lại hướng về nhiều môn liên quan đến truyền thông nhiều hơn. Và hiện tại thì mình cũng đang theo đuổi ngành marketing tại bậc đại học. Với một đứa mà rất thích nêu ý kiến cá nhân như mình thì thực ra là mình đã rất vui bởi vì là thầy cô tại Cambridge High School thì khuyến khích các bạn đưa ra những cái ý kiến chủ quan của bản thân và gọi là động viên các bạn, khuyến khích các bạn làm thế nào để tư duy và chứng minh cái luận điểm của mình thay vì là lập ra một cái khuôn và mong là các bạn sẽ lớn lên trong cái khuôn đó. Và đây là cái điểm tuyệt vời này. Chúng mình chỉ đi học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều thôi. What? Đúng, chúng mình sẽ chỉ ở trường từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Tức là tất cả những thời gian còn lại các bạn có thể dành để chăm sóc bản thân nhiều hơn này, khám phá ra những cái sở thích khác của bản thân, cũng như là thử nghiệm với chúng. Chúng ta có thể nấu ăn, đi gặp bạn bè, đi chụp ảnh, vân vân và vân vân. Đấy là một cơ hội tuyệt vời để mình tiếp tục những cái sở thích và những cái đam mê của mình mà mình đã tạm gác lại sang một bên khi mà mình quá bận bịu với cả việc học từ hồi cấp 2. Mình đã sáng tác ca khúc đầu tiên ở New Zealand. Quay những video YouTube đầu tiên của mình ở New Zealand, học cách để làm nội dung và thiết kế nội dung để quảng bá cho chính những sản phẩm của mình cũng tại ở New Zealand. Nhưng mình biết là định hình những gì mình muốn thì thực sự không hề đơn giản. Vậy nên mình ở đây để khuyến khích các bạn tham gia New Zealand Scholarship Bootcamp được tổ chức bởi NZI Focus, ENZ và KiwiBuddy. Và ở đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là làm thế nào để mình biết được là mình đã muốn gì, mình thích gì và mình đã nên chọn nghề gì. Tất nhiên là sẽ không chỉ có mình, sẽ còn rất là nhiều thầy cô cũng như là các bạn sinh viên đã từng theo học tại New Zealand hoặc là đang ở New Zealand. Và sẽ có những chuyên gia về tư vấn du học sẽ giúp các bạn bước gần hơn tới một cái học bổng du học New Zealand. Hoặc chí ít thì cũng sẽ là giúp các bạn tìm hiểu được thêm về nền giáo dục New Zealand và tìm hiểu thêm xem là bản thân mình nên xây dựng một cái đường hướng tương lai như thế nào. Hãy cùng học cách định hướng nghề nghiệp cho bản thân và cũng như là bước gần hơn tới cái đam mê của chính bản thân mình qua New Zealand Scholarship Bootcamp nha. Hạn đăng ký là từ 13 tháng 2 cho đến 13 tháng 3. Vậy nên là hãy đăng ký ngay hôm nay bằng một cách rất là đơn giản. Vào app Road to Success, tìm New Zealand Scholarship Bootcamp và nhấn đăng ký. Hẹn gặp tất cả mọi người nha. Bye bye.